để có thể tạo ra được sự bất ngờ. Như ở đấu trường trong nước thì Nguyễn Thừa Linh vẫn là một tay vợt ở một đẳng cấp khác. Bên phải trọng tài Nguyễn Thừa Linh, trọng tài bên trái trọng tài Vũ Thị Anh Thư, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thừa Linh giao cầu, không đều, bắt đầu. Điểm số cho Nguyễn Thừa Linh. Một đều. Hai một cho Thùy Linh. Đó là một tình huống đập tốt của anh Thư. Hai đều. Cầu ngoài cho Thùy Linh. 3-2 cho anh Tư. Không được. Bất ngờ đã xảy ra khi mà anh Thư vừa lên dẫn trước 4-2. Tiếp tục là phản ánh tốt nữa của anh Thư. 5-2. Anh Thư đang tạo ra được sự bất ngờ. Câu ngoài đổi vào điểm cho Thùy Linh. 3-5. Không qua được lưới. Thùy Linh rút ngắn xuống còn 4-5. Thùy Linh đã vừa cân bằng 5 đều. Bây giờ Thùy Linh mới bắt đầu nhập cuộc thực sự. 6-5. Không được, cú đánh ra ngoài của Thùy Linh. 6 đều.
Phản ánh tốt của anh Thư. 7-6. Một lần nữa anh Thư lại vượt lên dẫn trước Thùy Linh. Và ghi điểm của Thùy Linh 7-7. Tình huống chém cầu có thể nói là rất dẻo của Thùy Linh. 7-7. Cú giao cầu quá dài. Đổi điểm cho anh Thư 8-7. Chín bảy cho anh Tư. Không qua được lưới. Thứ Linh rút ngắn xuống còn 8-9. Đổi giao cầu 18. Anh Thư vẫn đang chơi tốt. Pha xử lý tốt của anh Thư. Động tác giả rất tốt. Đổi giao cầu. 9 10. 9 10. Thùy Linh cân bằng 10-10. Thùy Linh đã vượt lên dẫn trước 11-10. Game đấu vất vả của Thùy Linh. Không được, phản ánh không tốt của Thùy Linh. 11-11. Đổi giao cầu. Ta cùng xem lại. Cầu trong sân ở trong tiếng vừa rồi, pha đập tốt của Thùy Linh. Đó là một tình huống đập tốt của Vũ Thị Anh Thư. Pha đập cầu rất tốt của Anh Thư. Cầu viên của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang bám đuổi rất sát sao Thùy Linh. 12-12. Thank you.
12 đều. Vẫn là những pha đánh tốt của anh Thư, 14-12. Anh Thư thực sự đang tạo ra sự bất ngờ. Và động tác giả có thể nói rất hay của anh Thư. 14-12. Cầu trong sân. 13-14. Và đánh thành công của anh Thư, 15-13. Tình huống bỏ nhỏ chéo sân chưa đủ độ hiểm của Thùy Linh. 15-13, anh Thư đã dẫn trước. Cầu ngoài, 16-13 cho anh Thư. Tay vợt của Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo ra được sự bất ngờ. Liên tục là những tình huống đánh ra ngoài của Thùy Linh, 17-13. Thùy Linh rút ngắn xuống còn 14-17. Đó là một cú penalty rồi. 18-14 cho anh Thư. Cầu đã chạm lưới trong tình huống vừa rồi. Khoảng cách giữa Thùy Linh và Vũ Thị Anh Thư đang là 3 điểm. Trên bảng xếp hạng đơn nữ của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam thì Anh Thư vào lúc này đang đứng ở vị trí thứ 3 sau Thùy Linh và Trần Thị Phương Thúy của Bắc Giang. Thùy Linh đã đứng ở vị trí đầu tiên với 3.916,29 điểm. Trong khi đó Vũ Thị Anh Thư đang là 2.476,30 điểm. Đang đứng ở vị trí thứ 3.
Trần Thị Phương Thúy của Bắc Giang đứng ở vị trí thứ hai. Nhưng vào lúc này tay vợt số 3 lại đang dẫn trước tay vợt số 1. Tình huống tiếp tục ghi điểm của Anh Tử, 20-15. Bất ngờ đã xảy ra ở trong set đấu thứ nhất. Anh Thư có 5 game point. Pha đập có thể nói là rất hiểm. Như vậy là Anh Thư dễ dàng ghi điểm 21-15. Anh Thư đã vượt qua được Thư Linh ở trong game đấu đầu tiên, 21-15. Bất ngờ đang xảy ra trận tranh nhất đơn nữ bảng A, khi mà Anh Thư của Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn trước Thùy Linh. Chúng ta hãy cùng đến với game đấu thứ hai ở trận tranh nhất bảng A đơn nữ. Vũ Thị Anh Thư của Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra được sự bất ngờ rất lớn ở trong game đấu đầu tiên khi vượt qua Thùy Linh với điểm số là 21-15. Cân bằng một đều. Phản ánh ra ngoài của Anh Thư, 2-1 cho Thùy Linh. Thùy Linh vừa lại dẫn trước 3-1. Phản ánh tốt của Anh Thư. Anh Thư rút ngắn xuống còn 2-3. Một tình huống đánh chuyển hướng rất hay của Anh Thư. 2-3. Một trận đánh tốt của Anh Thư khi đối thủ cô là hạt giống số 1.
Không được. 4-2 cho Thùy Linh. Nhổ về cầu không thành công của anh Thư. Năm hai cho Thư Linh. Cầu ngoài. 6-2. Cầu ngoài sân. Cầu tiếp tục ở bên ngoài. Thùy Linh vừa lại dẫn trước 7-2. Thùy Linh đang chơi tốt hơn ở trong set đấu thứ hai này. Đổi giao cầu. 3-7. Rất tốt phản ánh vừa rồi của Thùy Linh. 8-3. Và chém cầu rất tốt của Thùy Linh. Điểm số may mắn của anh Tư. Cầu đã đập lưới và sang phần sân bên kia. Cầu ngoài. 9-4 cho Thùy Linh. Mười bốn cho Thùy Linh. Có lẽ vào lúc này Thùy Linh mới thực sự là chính mình chăng? Nhưng anh Thư vẫn đang có những phản ánh tốt. Nắp 10. Hiện nay trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, Thùy Linh đang đứng ở vị trí thứ 27. Đó là vị trí cao nhất mà một tay vợt nữ có thể có được. Thùy Linh đang dẫn trước 11-5. Sân 1, 20 giây.
12 năm cho Thùy Linh. Pha bỏ nhỏ tốt của Thùy Linh. Chọn bàn xác định cầu ở trong sân. 13 năm. Thùy Linh đang dần lại thế trận ở trong hiệp đấu thứ hai này. Hiệp đấu đầu tiên cô đã để thua. Và vô cầu trên lưới của Thùy Linh. 14 năm. Trận đấu thứ hai này đang hoàn toàn nghiêng về phía Thùy Linh. 14 năm. Phản ánh tốt của anh Thư. 64. Phản đập tốt của anh Thư trong tư thế bị chóng người. Nhưng anh Thư vẫn có một tình huống đập rất tốt. Tôi trả lời ngay sau đó Thùy Linh. 15-6. Một tình huống đập cầu tốt của Thùy Linh. Sân số 2, nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Tuấn, Hà Nội thi đấu với Nguyễn Tiến Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu qua. 16-6. Trận đấu thứ hai đang chứng kiến sự vượt trội của Thùy Linh. Tại giải đấu Yonex US Open thì Thùy Linh cũng đã gặp tay vợt số 1 của Thái Lan, đó là Ratchanok. Cô đã để thua với tỷ số 1-2. Phản ánh không tốt của anh Thư. 19-7 cho Thùy Linh. Anh Thư đã có hiệp đấu đầu tiên có thể nói là tuyệt hay. Khi thắng trước Thùy Linh 21-15. Như ở trong sát đấu thứ hai này, ở game đấu thứ hai này, mọi chuyện đang hoàn toàn thuộc về phía Thùy Linh. 27 game point cho Thùy Linh. Không qua được lưới. 8-20. Nhưng hiệp đấu này đã chắc thắng thuộc về phía Thùy Linh. Cả hai sẽ phải bước vào set đấu thứ ba quyết định. Hiệp đấu thứ ba quyết định. Chín hai mươi cho anh Thư. Không qua được lưới.
Như vậy là Thùy Linh đã giành chiến thắng cho anh Thư ở game đấu này, 21-9. Tỷ số được cân bằng là 1-1 và cả hai sẽ phải bước vào set 3 quyết định. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh rất đáng yêu của những chú bé ở trên khán đài, những cậu bé rất ngộ nghĩnh và đáng yêu với những khán giả đang có mặt ở trên khán đài. Chúng ta cùng quay trở lại với trận tranh nhất bảng A ở nội dung đơn nữ giữa Thùy Linh và Anh Thư. Tỷ số là 1-1. Anh Thư đã có một game đấu đầu tiên xuất sắc khi vượt qua Thùy Linh 21-15. Nhưng ở trong game đấu thứ hai thì Thùy Linh đã vượt qua Anh Thư với điểm số là 21-9. Cả hai bước vào game thứ ba quyết định. Một đều. Hai một cho anh Thư. Hai đều. Cầu ngoài. Anh Thư vừa lấy dẫn trước 3-2. Đó là một tình huống cầu trong sân. Ba đều.
Không được. Phản ánh không qua lưới của Thùy Linh. 4-3 cho anh Thư. Thư đã có game đấu thứ hai chơi tốt. Nhưng ngày hôm nay có thể thấy Thùy Linh chơi vẫn chưa đúng với sức của mình. Không qua lưới, đổi giao cầu. 4-4. Vị trí cao nhất mà Thùy Linh có được ở trên bảng xếp hạng của câu lạc bộ thế giới đó là vị trí thứ 23. Còn vào thời điểm hiện tại thì cô đang nằm trong top 30, vị trí thứ 27. 4-4. Điểm số được cân bằng là 5-5. Hai tay vợt vẫn đang cạnh tranh nhau từng điểm một ở trong game đấu quyết định này. Sáu năm cho anh Thư. Phản ánh tốt của anh Thư. 7-5. Đôi ra cờ 6-7. Thùy Linh vẫn đang bị dẫn điểm 6-7. Không được. 8-6 cho anh Thư. Và chặt cầu có thể nói là rất tốt của anh Thư. Bò nhỏ tốt của Thùy Linh. 7-8. Khoảng cách đang là 1 điểm.
78. Tám đều. Và chặt cầu không thành công của anh Thư. Tám đều. Cầu ngoài. Đưa ra cầu. 98 cho anh Thư. Anh Thư vẫn đang thi đấu rất tốt ở trong game đấu thứ 3 này, tạo nên được sự bất ngờ. Không được. 18 cho anh Thư. Đó là tình huống dẫm nhảy đập cầu rất tốt của anh Thư. 11-8. Anh Thư đang tạo ra được sự bất ngờ ở trận đấu này. 11-8. Chưa hạ dầm số 1, tay vợt số 1 Việt Nam vào lúc này. Anh Thư đang tạo ra được sự bất ngờ với những cú đập của mình, với những tình huống đánh rất tốt ở trong trận đấu ngày hôm nay. 11-8. Điểm số đang là 11-8. Nghiêng về phía anh Thư, tay vợt của Thành phố Hồ Chí Minh. Thư Linh rút ngắn xuống còn 9-11. Và ra cầu cao của Thư Linh. Tiếp tục rút ngắn nữa xuống còn 10-11. Còn lại một điểm nữa thôi là Thùy Linh sẽ cân bằng điểm số với anh Thư. Thùy Linh cân bằng 11 đều. Bị dẫn trước 3 điểm nhưng Thùy Linh vào lúc này đã cân bằng 11 đều. Mười một đều cho Thùy Linh. Không qua được lưới. Đổi ra cầu cho anh Thư. 12-11. Thư Linh đã không may. 13-11 cho anh Thư. Cầu đã không leo qua lưới. 13-11. Rất tốt với tình huống đón sẵn vừa rồi của anh Thư. 14-11. Cái này là 3 điểm.
Anh Tư đã tạo ra khoảng cách 3 điểm. Rút ngắn xuống còn 2 điểm. 12-14. Thủy Linh rút ngắn xuống còn 13-14, còn lại 1 điểm nữa thôi. Một trận đấu mà Thủy Linh đã liên tục phải bám đuổi ở set đấu thứ nhất và set đấu thứ ba. Khoảng cách chỉ còn là 1 điểm. Cú đập không qua lưới. Thủy Linh cân bằng 14 đều. 14 đều. Cú đập rất tốt của Thủy Linh. Thủy Linh vừa lại dẫn trước 15-14. Lần đầu tiên ở trong hiệp đấu này, Thủy Linh vừa lại dẫn trước đối thủ. 15-14. Cú vừa lại dẫn trước vào thời điểm quan trọng nhất. Cầu trong sân 16-14. Thủy Linh vượt lên trên ở thời điểm này, ghi liền 5 điểm. Từ 14-11, cô ghi liền 5 điểm, vượt lại dẫn trước 16-14. Cầu ngoài, 17-14 cho Thủy Linh. Rất đáng tiếc với pha đánh vừa rồi của anh Thư đã khiến cho Thủy Linh vất vả tới như vậy để có thể thực hiện được cú chúc cầu. Và anh Thư chỉ cần một tình huống đẩy sang vừa lực là có thể giành chiến thắng trước Thủy Linh, nhưng cú đẩy của cô lại quá mạnh. Lỗi rất đáng tiếc ở điểm số vừa rồi, 18-14. Anh Thủy Linh đang có cơ hội để kết thúc trận đấu. Khoảng cách là 4 điểm. Một trận đấu rất vất vả của Thùy Linh. Có những thời điểm cảm giác là cô sẽ bị thua, nhưng vào lúc này Thùy Linh đang chiếm được ưu thế để có được vị trí thứ nhất của bảng A đơn nữ. 18-14. Cho Thùy Linh. Rất tốt. Pha bóng nhỏ của Thủy Linh. 20-14. 6 điểm match point dành cho Thủy Linh. Đổi ra cầu. Ra cầu lỗi của Thủy Linh. 15-20. Phản ánh ra ngoài của Thủy Linh. Tưởng kết thúc được nhưng cú đánh vừa rồi của Thủy Linh quá lỗi. 16-20. Còn 4 match point nữa cho Thủy Linh. 4 match point. Không qua được lưới. Vẫn chưa thể dứt điểm được. 17-20. Liệu anh Thư có tạo ra được sự bất ngờ hay không? Và cách chỉ là 3 điểm. Nữa cho anh Thư. Nhưng Thủy Linh chỉ cần 1 điểm nữa thôi giành chiến thắng ở trong trận đấu quá vất vả này của cô.
17-20. Vẫn chưa thể kết thúc được. 18-20. Cầu trong sân trong tình huống vừa rồi, pha đập tốt của anh Thư. Còn lại 2 match point. Tiếp tục là cú đập ghi điểm nữa của anh Thư. 19-20. Rất bất ngờ. Dẫn trước tới 5 match point nhưng Thùy Linh không thể dứt điểm được. Và để cho anh Thư San ghi liền 4 điểm. Nhưng lại có một tình huống giao cầu có thể nói là rất đáng tiếc của anh Thư. Thua rất đáng tiếc với điểm số vừa rồi của anh Thư. 21-19 dành cho Thùy Linh. Nhưng đây là một trận đấu mà Thùy Linh quá vất vả. Thực sự là như vậy. Anh Thư đã có một trận đấu hay. Tay vợt của Thành phố Hồ Chí Minh để thua sát nút trước Thùy Linh. 15-21, 21-9 và 21-19. Trận đấu tranh nhất đơn nữ bảng A. Rất đáng tiếc cho anh Thư khi mất điểm số cuối cùng.